Hoa Lan đẹp, mến chào cô bác và anh chị. Mùa mưa tới rồi cả nhà ơi. Cây vườn mình có bị thối nhũng không cả nhà? Hôm nay em xin chia sẻ mình cái cách chăm sóc cái cây lan trong mùa mưa, làm sao để nó hạn chế thối nhũng nha anh chị. Và khi bị thối nhũng thì mình làm gì để khắc phục ngay liền luôn, để cái vườn hoa của mình nó không có bị thối nhiều và nó tránh tình trạng là lây lan nha anh chị. Dạ đây, đây là viên trị thối nhũng cấp tốc. Cái viên này mình pha một viên là 16 lít nước anh chị. Đây, 16 lít nước rất là tốt khi mà mình cần trị thối nhũng cấp tốc nha anh chị. Cây vườn mình mà nó thối nhũng nhiều á là mình phải phun em này liền, mà trước khi phun á là mình sẽ lụm hết lá vàng và những cái thân nào mà thối nhũng anh chị là mình phải đem nó vào nhà mình cắt và mình bôi keo liền xẹo, mình cắt nước một ngày xong rồi mình mới phun thuốc nha anh chị. Tại vì cái cây nó đang thối và có thể là cái giá thể nó đang nhiễm nước thối xuống nên mình cắt nước sạch sẽ và qua ngày hôm sau thì mình thả phun. Đây, mình sẽ phun cái viên thuốc chống thối nhũng cấp tốc này trước, xong rồi khoảng 3 ngày sau đến 1 tuần sau thì mình phun em này. Khoảng 3 ngày đến 4 ngày thì mình phun Alies nha anh chị. Alies này mình pha là một bịch này là được 40 lít nước đó, gói của nó là 100 gram. Alies này nó công dụng của nó là đặc trị luôn á anh chị, đặc trị thối nhũng á. Anh chị lưu ý giúp em là Alies mình sẽ không pha chung với tất cả các loại phân bón hay là thuốc khác nha anh chị, mình chỉ đi một mình đó thôi. Và liều lượng là đúng 40 lít nước, anh chị đừng có pha nhiều hơn và cũng đừng có kém hơn nha anh chị, tại vì nó có gốc đồng. Nếu mình pha ít hơn á thì cái lá vàng lan mình nó dễ bị lá vàng sau khi mình phun lắm. Nó sẽ bị vàng lá rất là nhiều. Mình phun cái liều vừa đủ thì rất là ok. Còn đi thanh này là nó trị nấm mốc xương mai và trị đốm vàng anh chị, rất là tuyệt vời. Mình phun Alies rồi á thì khoảng 10 ngày đến nửa tháng sau á thì mình phun đi thanh lại một lần nữa để mình phòng ngừa những cái bệnh khác nữa, là cái vườn mình là sạch sẽ bệnh luôn. Trong mùa mưa này là đỡ phải thối nhũng lắm. Em đang quay mình giờ nghe tiếng mưa ào ào tới luôn rồi đó cả nhà. Cái cây vườn của em hiện tại vào mùa mưa em đi em cũng thấy có thối lai rai á, nên là hôm nay em quay cái video này em xin chia sẻ với cả nhà, mà hiện tại là trời mưa đang kéo tới luôn nè, nghe tiếng ào ào luôn đó anh chị. Đây, để mình nghe không gian. Dạ rồi, cái em xin giới thiệu cái Alies này một chút xíu nữa. Nó có thể là viên thối nhũng á thì nó là gọi là trị thối nhũng cấp tốc và nó không lưu dẫn trên cây lan nha anh chị. Nó không có lưu dẫn nên nó chỉ có hiệu quả là trị thối nhũng cấp tốc ngay liền lúc đó thôi. Còn cái Alies này là nó là nổi hấp và nó lưu dẫn trong cái thân lan của mình, nó bảo vệ thân lan mình cao nhất luôn á, để bảo vệ cao nhất đó là trong nửa tháng, và nó có thể duy trì từ một tháng trên 2 tháng luôn nha anh chị. Nếu chắc cú á, và mùa mưa này cứ một tháng là mình phun em nó một lần, với lại mình thỉnh thoảng mình cũng phải phun đi than kèm vô để cho nó phòng ngừa các bệnh đốm vằn cho mùa mưa luôn nha anh chị. Em xin chào tạm biệt cô bác và anh chị, hẹn mình vào những video sau. Đừng quên cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký để ủng hộ Hoa Lan đẹp. Trời mưa luôn rồi đó cả nhà. Em xin chào tạm biệt.